Không, cái này là mình không bán hàng. Ok, cho nên cái về vấn đề mà cạnh tranh đó là mình không có bất cứ gì mà về cạnh tranh với bên bạn mà dạng cố tình bôi xấu hay là cố tình làm gì hết. Thì mình chỉ có một điều là mình mong muốn là bạn có thể gỡ cái link review của bạn xuống hộ mình được không? Còn nếu mà nó thật sự là không phải đây là chiêu chứ, nếu mà một kết nhau được một gậy phát là xong, đúng không? Một gậy, gậy gì? Đập một gậy là banh hết cả đích YouTuber như mình không muốn. Để bạn làm được thì bạn cứ thoải mái, thiệt. Bây giờ bạn cho một gậy banh được kênh YouTube thì bạn cứ thoải mái. Không, bây giờ đơn giản, trên YouTube mình không có nhắc tới gì tới shop của bạn. Ok, rồi. Bây giờ tính cái chuyện mà hàng không zin tặng máy đi. Bây giờ mình hỏi một cái đơn giản thôi là có tặng hay là không. Cái này là mình không đòi. Ok, cái này là mình không đòi. Cái này là bên bạn nói. Bây giờ con đó là không zin, chắc chắn là không zin rồi. Dạ, cam kết cho bạn mở bên bạn mang ra TV, bạn kiểm tra. Giờ hỏi đơn giản câu định nghĩa hàng zin của bên shop bạn là như thế nào? Chỉ cần men zin là máy zin, ok, như vậy à? Vậy sao mà được, đúng không? Mình hiểu, nhưng mà bạn phải thông cảm ở trong ngành iPhone này. Là cái dòng iPhone ấy, 7 Plus là 100, nó rơi khoảng 50% là cam sau nó lỗi, cam sau nó cực kỳ đắt. Cam sau là hơn 1 triệu một cái. Những con mà bị cam lỗi là đầu thông thường là phải quay về bên kia để họ bảo hành. Họ sẽ đổi cam khác cho mình, chứ không phải là sửa chữa bất kỳ một cái gì cả. Như vậy nó đã là gọi là không có zin rồi, sao mà còn zin được nữa? Trời ơi, thì nói tới vậy mà còn hiểu. Bây giờ đơn giản không phải ba U-tun, ba U-tun mình không quan trọng ba U-tun. Nhưng mà bây giờ mình nhìn từ bên ngoài thôi, mình đã thấy cái máy này bị bung ra, bị dán keo lại rồi, mà dán cái kiểu rất là ẩu luôn. Cam đoan là bên mình không dán những chuyện fake. Thì cái đó ai nói bạn dán, mình biết là cái này từ bên Trung Quốc về. Nhưng mà cái vấn đề bạn bán ra, bạn cam kết á là hàng zin, hàng chưa qua sửa chữa. Nhưng mà con máy này đã không có zin, không có chữa sửa, con máy này á không có zin, dán lại rồi. Thì cái đó là mình nhìn ở bên ngoài thôi nha, mình chưa mở ở bên trong ra á. Mà mở bên trong ra thì mình còn chưa biết nó là sao ở bên trong nữa. Trời ơi, bây giờ cái camera đã thay là nó đã không zin rồi, bây giờ bạn muốn cái gì nữa bây giờ? Bây giờ mình ở giữa, mình cũng như bạn đúng không? Bạn là khách hàng mua đúng không? Bên mình là phân phối ra đúng không? Rồi. Và bên mình có nghĩa là cái đầu phía bên bán hàng, người ta bán cho bên mình. Và bên mình test máy các thứ full tính năng, bạn hiểu không? Máy không lỗi lầm gì và nhìn hình thức ok, zin đẹp thì bên mình xuất ra bán. Chứ bây giờ bạn bảo làm gì có thời gian check từng cái linh kiện cắm bao tun, thì bên mình có bao giờ nghe cái bao tun đâu. Không bao giờ mình check bao tun, nói thẳng bạn luôn. Vì bạn bên bạn check máy kiểu gì hay lắm rồi, check cái kiểu gì mà cái màn hình cái nó dán tới như vậy mà bên bạn check mà hàng 99% bạn bán ra được, kêu máy zin là mình cũng bó tay rồi. Tới cái khay sim thôi nha, cái khay sim á mà đưa một cái máy màu hồng mà đưa cái sim màu vàng nữa là mình còn sợ hơn nữa. Chẳng lẽ cái cây sim nó nhìn không ra, test máy gì kỳ vậy? Bạn nói gì sao mà nói được? Chẳng lẽ bạn bán máy mình chỉ cần cái men zin là bạn quăng ra, bạn kêu con máy là hàng zin chưa qua sửa chữa? Không, tự nó bảo cái này mình không kiểm soát được cái này. Đó, thì cái đó là lỗi bên bạn rồi. Rồi còn mạnh miệng kêu là hàng không zin thì tặng luôn máy nó mới ghê chứ. Để cái này để mình check lại xem ai là người đóng cái đơn hàng để cho bạn. Mình cam kết bạn cứ bung máy ra, mình cho bạn bung máy thoải mái. Không rồi. Hài lòng hay lỗi như nào báo lại cho mình, số đây số lại mình. Đấy, thì nếu sai có gì, nói chung bạn bây giờ bạn cứ bung máy ra. Rồi. Nếu mà máy sửa chữa thì bên mình cho bạn máy. Mình đích thân mình cho bạn máy. Mình biết là mình thì trả hàng, nhưng mình muốn là bạn là đích thân tay bạn mở cái máy ra. Rồi, thì chắc chắn sẽ mở. Có tin hay không? Nên chào bạn. Rồi. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì các bạn đã vừa mới nghe cái cuộc nói chuyện của mình với shop rồi. Thì hôm trước mình có mua một con iPhone 7 Plus Lock nè, ở trên Shopee. Thì shop đã giao cho mình một chiếc máy gọi là đã qua sửa chữa, không có zin, nhưng mà shop vẫn cam đoan là hàng zin và cho mình bung máy ra kiểm tra luôn. Thì tóm tắt á, ở cái cuộc gọi vừa rồi thì có những cái như sau nha. Đầu tiên á, đó chính là shop yêu cầu mình gỡ video, nhưng mà mình chắc chắn sẽ không gỡ nha. Và shop có một cái đó là
gọi là hù dọa mình á, là sẽ cho kênh ăn bản quyền để mất cái video đó. Rồi mình cứ làm được thì làm thôi. Thêm một cái khá là buồn cười hơn nữa, đó là ở trên Shopee á, shop có chat đó, là hàng zin á thì sẽ bảo đảm cho mình là men zin, màng zin với lại camera zin. Đó, như vậy gọi là hàng zin. Còn ở trong cuộc gọi á thì chỉ gọi là đảm bảo cái men zin mà thôi, còn là những cái khác là không quan tâm nha. Đó gọi là hàng zin. Còn về cái chuyện mà không zin tặng máy á thì các bạn có thể nghe rồi, thì shop có nói á là vẫn khẳng định đó là hàng zin. Còn kêu á nếu như mình muốn tặng thì sẽ vài ba triệu đối với shop không là vấn đề gì. Thực ra với cái điện thoại iPhone 7 mà lớn lóc này với mình thì cũng chả là vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu như mà mình được tặng nha thì mình cũng sẽ làm giveaway cho mọi người thôi. Cái đó mình có nói ở trong video mở hộp rồi. Nói chung là kèo này là kèo thúi rồi, không còn là kèo thơm nữa. Thì tổng cái thời gian cuộc gọi đó là hơn 13 phút nha, nhưng mà mình chỉ quay là được khoảng 9 phút thôi. Còn khúc đầu thì mình đâu có biết shop gọi đâu mà mình chuẩn bị trước, đúng không? Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cùng nói chung là bung cái sản phẩm này ra luôn. Mình không biết là sau khi bung thì shop có cho mình đổi trả nữa hay không, nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ bung ra cho mọi người xem luôn nha. Còn cái kèo mà không zin tặng máy thì mình chắc thấy hơi toan rồi. Rồi thì đây chính là chiếc iPhone 7 Plus hôm trước nè. Đó, nói chung là nhìn vô là các bạn đã thấy nè, ở phần trên nè nó hở ra rất là nhiều luôn, và có những cái ron, những cái keo lòi ra nữa nè. Và bên dưới cũng vậy nè, bên dưới cũng sẽ có một cái keo trắng trắng lòi ra nè. Đó, và bên dưới thì ở bên trên thì nó hở thì nó sẽ bên dưới nó sẽ bị lòi ra nè. Và có một cái nữa là khi mình check bằng bao tool thì bao tool nó sẽ báo lên đó là camera của chiếc điện thoại này đã bị thay thế nha. Thì cũng có nhiều bạn kêu là bao tool fake và bao tool báo tào lao. Thì fake thì mình biết là có thể fake được, nhưng mà người ta fake có fake thì người ta sẽ fake từ đỏ thành xanh, chứ chả có thằng khùng nào mà đi fake từ xanh thành đỏ cả. Đó, nó chỉ có mấy thằng điên nó mới làm thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cùng mổ bụng em nó ra nha. Đó, thì cũng chiếc iPhone 7 Plus lần trước nè. Đó, rất là nhiều tem các thứ nè. Mình đã tắt nguồn chiếc điện thoại này rồi nha. Bây giờ mình sẽ bóc ra nè. Đó. Rồi. Chơi thôi. Rồi, chung là lần đầu thì mình mở chiếc iPhone 7 Plus này. Nhưng mà đây, đó, và đây chính là bên trong nha. Trời ơi, đầu tiên nè, thì các bạn đã thấy nè, đó là ở cái bên cái phần mà bên màn hình á, vân tay vân tiết các thứ nè, đầy nhóc luôn. Đó, vân tay dính đầy luôn. Và ở trên đây thì còn có ghi các cái chữ nữa nè, như là 5T gì nè. Đó, đây gọi là hàng zin đấy. Và ngay cái phần mà camera sau nè thì ở đây cũng vân tay đầy luôn, bởi vì cái chiếc điện thoại này á đã thay một cái camera sau khác rồi. Sao cái sim ghép nó dính lên đây rồi trời. Cái sim ghép nè, sim ghép lần trước không biết mình gắn vô sau giờ nó dính lên trên đây nè. Để mình lấy nó ra nha. Và rồi mình mới vừa xem một vài video để mình xác minh một chuyện, đó là ở cái màn hình này nè, đây ở cái miếng này nè, ở những cái màn hình bình thường á. Ở đây thì mình nói là màn hình bình thường nha, thì nó sẽ dán cái phần màu đen nè, nó sẽ dán tới xuống phía bên dưới đây luôn. Nhưng mà ở đây các bạn thấy nè, đó, mình tham khảo video ở trên Hoàng Kiên nha. Đó, thì đây mình có chụp lại một tấm hình, và mình cũng đã có xem một vài video khác luôn. Thì khi mở ra nè, cái phần ngay đây nó sẽ có miếng màu đen nha. Thì các bạn thử nghĩ đi, tại sao cái màn hình này lại bám nhiều vân tay tới như vậy? Không có lý gì tự nhiên á, cái máy không bị gì hết, nhưng mà vân tay nó lại bị bám nhiều tới như vậy. Thì cái này nó hơi chói, mình sẽ để một tấm hình mà mình chụp nha. Ở bên đây thì các bạn xem nè, bám kinh lắm. Và tiếp theo thì mình có hỏi một cái bạn này, thì bạn này là cũng là bán iPhone nha. Và ở đây thì mình sẽ xin phép che lại những cái tên, che lại những hình, bởi vì nói chung là mình cũng không muốn phiền tới bạn này. Rồi mình có chụp hai tấm hình nè, hỏi như vậy được hay không. Thì mình chụp một vài tấm hình nè, up Google Drive luôn nè, để dễ nhìn hơn. Rồi bây giờ nè, màn ép kính nè, các bạn thấy không, màn ép kính nè, nhìn ở đâu thì đó, chụp riêng cái màn hình nè. Và đây các bạn thấy không, màn khẳng định luôn, màn này là ép kính rồi nè.
và chụp ở dưới main, dưới hai góc main rồi chụp này kia các thứ nè. Đây, đây là những tấm hình mà mình chụp mình gửi qua nha. Nhưng con máy này còn đẹp nè. Đó. À, con này dùng cũng ok nè, vì nó còn đẹp thật. Nói chung là ngoài ra cái màn hình này á, đó là ép kính một lần rồi. Rồi, nói chung là ép kính thì cũng đã là gọi là thua rồi. Nó màn zin men zin nhưng mà bây giờ màn nó đã ép kính rồi. Rồi, cái camera nè, cái camera nè. Mình không biết nhìn ở ngoài đây á, mình không biết mình chưa mở tới camera, nhưng mà mình không biết tại sao nhìn lại biết là cái camera không phải của máy này nha. Mình cũng không phải là một người rành rỗi gì, mình cũng chưa bao giờ mình tháo qua một con iPhone 7 Plus nào, cho nên mình phải đi hỏi, mình phải xem video thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo tiếp nha. Mình sẽ tháo tiếp cái camera nè. Rồi, vậy là mình đã vừa tháo được cái camera ra nè. Thì ở đây, trời ơi, nói chung là ở trong hai cái camera nè, thì các bạn cũng thấy rồi, nó dính đầy vân tay luôn. Nói chung là nếu như muốn tháo tiếp á, thì mình phải tháo cái lồng ở bên dưới nè. Nhưng mà khi nãy mình kiểm tra rồi, là ở trong cái bộ vít của mình nè, bộ vít tới tận 24 đầu, nhưng mà lại không có cái đầu nào để tháo được cái lồng đó ra, cho nên mình cũng thua. Thì mình chỉ có thể tháo được như vậy thôi nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chụp lại cái màn hình này, mình sẽ gửi cho shop nha, và chụp luôn những cái ở bên trong nè, coi shop sẽ nói như thế nào. Nhưng mà mình thấy cái kèo mà không zin tặng máy thì thua rồi. Và đây chính là tin nhắn mà mình đã gửi cho chủ shop nha, để xem chủ shop trả lời như thế nào. Còn bây giờ thì mình sẽ lắp lại chiếc iPhone 7 Plus này, và nói chung là gửi trả. Còn gửi trả không được nữa thì chịu thôi, biết sao giờ, bởi vì mình đã gọi là mình đã tháo em nó ra rồi. Ở đây tháo là chỉ là tháo cái phần bên ngoài ra thôi, chứ mình cũng không tháo gì tới bên trong nha. Nói chung máy cũng chả bị gì đâu. Và bây giờ thì tiến hành lắp lại thôi. Và rồi, bây giờ mình sẽ thử khởi động lại máy nha. Để mà mắc công á, nếu như mà mình đổi trả, shop kêu mở nguồn không lên hay là chết cam hay gì á, thì mình còn có đoạn video này. Thì em nó đã lên nguồn rồi, mình sẽ thử lời cam luôn nè. Nói chung là mình cũng chả mở gì tới mà, nó cam sâu rồi X2 cái thứ nè, có mở gì tới đâu mà bị gì đúng không. Cam trước nè, rồi mọi thứ đều hoạt động bình thường nha. Bây giờ mình sẽ tắt nguồn nha và đợi shop trả lời thôi. The next day. Và rồi thì nói chung là hôm qua tối mình nhắn hơi trễ, tới bây giờ thì shop đã trả lời rồi. Và đây, nói thật với bạn này, các bạn không hiểu gì về iPhone. Bây giờ nè, mình đưa lên Facebook nè, đưa nhau lên Facebook, đưa nhau lên Facebook không hỏi mình nha. Đó, để cộng đồng iPhone phán xét. Còn đằng này mình cũng bị bạn làm mất uy tín trên Shopee rồi. Thì các bạn thấy không? Mình có làm gì đâu mà mất uy tín đúng không? Mình cũng trong video mình chả nhắc tên shop, ở trong mô tả mình cũng chả để link của shop nữa. Thì mất uy tín hay không là do shop tự làm thôi chứ phải do mình đâu. Buồn cười. Buồn cười. Kênh của bạn to mình hiểu giá trị. Kênh to vậy nè, còn bạn đang vi phạm quyền riêng tư cá nhân, đưa shop mình lên. Trời ơi. Ở đây thì bạn cần zin hay không, mình sẽ tát tên bạn lên cộng đồng iPhone Lock, xem anh em phán xét như thế nào. Cái này không cần bạn phải đưa, mà mình sẽ là người đưa. Mình không có dùng Facebook chính của mình, bởi vì dùng Facebook chính của mình sẽ có một số bạn biết. Bây giờ mình dùng một cái Facebook của Lon luôn. Mình dùng một cái Facebook của Lon nè. Và cuối cùng mình nhắn từ lúc 11:24 tới bây giờ vẫn chưa trả lời. Đó, cộng đồng iPhone Lock như bạn yêu cầu. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mà mình đã đăng gì ở trên cộng đồng iPhone và những cái bình luận ở bên dưới sẽ như thế nào nha. Đầu tiên á, là mình đăng ở trên cộng đồng iPhone Lock Việt Nam, một cái group 276.000 thành viên nha. Đó, thì nội dung mình đăng ở đây các bạn đã xem rồi, cũng không vấn đề gì. Và mình có up lên 3 tấm hình nha. Một tấm hình mình chụp cái màn hình, một tấm hình mình chụp ngay loa, và một tấm hình mình chụp ngay cái phần cụm bên dưới. Đầy vân tay thế kia mà kêu chưa qua sửa chữa, rồi chắc zin on đồ này kia nè. Ở đây thì còn có bạn kêu là bác mua shop nào chỉ lên cho anh em biết mà tránh mình mà đưa tên shop lên nào. Thôi rồi. Rồi, ở bên dưới thì còn một vài bình luận nữa nè. Đó là con này màng lô rồi còn đâu, và màng thay rồi, màng lô nha em, hoàn tiền nhanh còn kịp nè. Ở bên dưới thì còn có một bình luận nữa, đó là màng lô rồi nè.
cũng nhiều bình luận kêu là gì dùng ok không lỗi là được. Thì các bạn phải hiểu rằng á, một chiếc máy mà khi nó đã không zin rồi hoặc là có những linh kiện thay thế á, thì chất lượng của nó sẽ không được đảm bảo đó. Cái đó là mình chắc chắn luôn. Bởi vì ví dụ như mà máy nó có hư đi, hư màn hình đi, thì phải có một cái tác động gì đó, rớt hoặc là va chạm gì đó, nó bị bể màn hay là bị mình không nói là màn hình lô, bởi vì mình thấy màn hình con này cũng đẹp, nhưng mà màn hình ép kính á, thì mình nghĩ là có khả năng. Bởi vì sao? Bởi vì có một bạn bình luận thì cũng khá là hay, trước mắt là thấy ép kính nè, thì cũng có bạn hỏi là tại sao biết ép kính đó. Thì bạn đã nói á, là ép kính á, thì họ ép số lượng lớn nha, một lần cả chục cây, thì họ phải đánh cái số mà 5T các bạn có thể thấy ở trên cái loa và ở trên cái cộng dây cáp của màn hình đó. Đó. Rồi thêm một cái nữa, cái màn hình như ở cái lúc mà mình mổ bụng á, thì mình cũng nói rồi, đó là màn hình nó mất một cái miếng màu đen đen á, ngay cái chỗ mà chữ 5T luôn đó. Rồi, và tiếp theo mình có đăng thêm một bài nữa ở trên hội iPhone SE 56, 6 Plus, 7, 7, 8 Plus, 9 Plus, XS Max, XS gì đó nè. Thì mình cũng đăng với nội dung tương tự, và đây là một vài bình luận ở bên dưới nha. Rồi, có bạn thì còn kêu là quả siêu men kia chưa sửa mới lạ. Thì cái siêu men thì lúc đầu mình cũng có chú ý, đó là ở trên cái siêu men nó là dính một số cái gì á, một số dạng giống như dầu vậy đó, thì mình cũng không biết cái đó là cái gì. Rồi cũng có bạn kêu là nhìn máy bẩn vãi nè, chúng nó vọc chán vọc chê cái máy rồi chứ mà dính gì đó. Thì mình cũng có nói trong lúc mô bụng rồi, đó là cái màn hình nó vân tay rất là nhiều luôn. Thì các bạn phải hỏi tại sao lại vân tay nhiều như vậy, máy đã bị gì mà họ phải mở ra để họ để dính rất là nhiều vân tay ở trên cái mà cái miếng nẹp của thành màn hình. Ở bên dưới thì còn một vài bình luận nữa nè. Shopee chỉ là để bán đồ tàu, đồ lót ý bạn là đồ giá rẻ thôi, chứ mua đồ điện tử cũ thì no đòn. Nói chung là cái này mình cũng không thể đánh giá, đánh đồng tất cả các shop ở trên Shopee được. Và cũng có một bạn nói đó, đó là thường ghi ở trên men nè, màn loa nè, khả năng là hàng thay vỏ, họ đánh cái số lợi á, như bạn chỉ nói họ đánh cái số lợi để họ khi họ thay xong họ biết họ gắn vào cái nào. Cũng có thêm một bạn nữa, đó là trước mắt là thấy ép kính nè. Nói chung là nhìn vào thì nhiều bạn cũng đã nói là cái màn hình của con này không ổn rồi đó. Thì lúc đầu shop có nói là bảo đảm là màn zin, men zin và cam zin, thì bây giờ màn hình đã mình thấy không ổn, camera thì cũng đã thay. Và rồi, vậy là cái mà kèo mà không zin á, tặng luôn máy á, thì mình thấy toang rồi. Bởi vì shop bây giờ không trả lời rồi, kêu đưa lên cộng đồng iPhone Lock gì đó, mình cũng đã đưa lên luôn. Thì mọi người bình luận như vậy rồi đó, mà mình cũng đã gửi cho shop rồi, cũng không trả lời. Còn bây giờ thì mình sẽ gọi là đóng hàng, trả lại cho shop. Còn nếu như shop không nhận nữa, bởi vì mình đã bung ra rồi, thì mình sẽ gửi một vài thông tin cho Shopee như là shop có đồng ý cho mình mổ bụng ra, thì không biết là lúc đó Shopee có chịu hay không. Nhưng mà mình nghĩ rằng shop sẽ đồng ý thôi, bởi vì cái tên shop ở trên Shopee á, hiện tại cũng đã đổi một cái tên khác luôn rồi. Các bạn thấy dữ dằn luôn. Nói chung là mình cũng không muốn nhắc tới tên shop này làm gì nữa, cái chén cơm của người ta mà mình mà đụng tới quá thì nó cũng không có hay. Và có một điều mà mình muốn nói nữa là cứ mà video nào mà mình bị phốt á, thì luôn có những cái luồng ý kiến trái chiều. Thì nói chung là mình cũng tiếp nhận cả thôi. Nhiều bạn thì cũng kêu là mình ghét nhất cái câu á, đó là tiền ít mà đòi hít, hít là lờ thơm á. Do những cái bạn đó không có nắm được cái giá của cái sản phẩm. Thì mình nói rồi, iPhone Lock, iPhone 7 Plus Lock 32GB đó, giá 3.8 triệu thì mình thấy giá nó quá là bình thường luôn, không có rẻ mà cũng chả mắc tí nào cả. Thì các bạn muốn biết thì các bạn cứ check lại những cái giá của những shop khác thôi. Còn cứ tối ngày hàng gì, hàng tiền ít mà hít hít hít, nói nghe câu đó mình là mình ghét nhất luôn. Còn nhiều bạn thì kêu là mình chả biết cái éo gì cả. Thì thôi, thì cứ coi như mình là mình không biết gì đi. Thực sự thì mình cũng phải đi hỏi rất là nhiều, bởi vì mình cũng chả có va chạm, chả có tiếp xúc nhiều với là những cái iPhone ở bên trong. Mình chỉ biết review về những tính năng đồ này kia thôi. Rồi cái đó thì mình cũng nói thẳng luôn. Và bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video của mình ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video clip của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.